Mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh. Trong video này, Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Việt Kiều về quê cưới vợ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương, truyện được phát trên kênh của Trinh. Tư chuột định đi ngủ sớm cho khỏe Để mai ra phi trường Là một cuộc hành trình dài về Việt Nam Nhưng không thể nào ngủ được Vì lòng đang nôn nao Và lân lân sung sướng Chắc phải là một lon bia cho dễ ngủ Tư chuột mở tủ lạnh Lấy hai lon bia Và hộp chia đầu bò Lúc nào cũng có sẵn Ra bàn ngồi nhâm nhi một mình Vừa tận hưởng từng hớp bia lạnh Vừa gật gù Nhìn tấm hình vợ trên bàn thờ Vẫn là khuôn mặt hắc ám với đôi mắt sắc như dao suốt bao nhiêu năm qua đã làm tình làm tội ông lườm nguyết và dò xét ông từng chút một tư chuột nhếch môi cười với hình bây giờ tôi tự do thoải mái làm gì cũng không phải nhìn trước ngó sau sợ bà mai tôi về việt nam lấy vợ bà thông cảm nha tư chuột làm công nhân ở nhà thuê và nuôi người vợ ăn hại quanh năm ốm đau người gầy gò khô héo như con mắm đã không đẻ được con không làm ra tiền mà còn đanh đá chua hoa, ghen bóng ghen gió mỗi khi ông nuốt nước miếng nhìn vợ người ta khỏe mạnh, tốt tươi. Bà tư chuột giữ chồng như người ta giữ một con chó quý. Chỉ sợ đã sống mất, nhưng bà cũng chẳng giữ được cả đời. Cơn bệnh truyền miên đã đưa bà về bên kia thế giới cách đây vài tháng. Hôm đám tang vợ, tư chuột cũng khóc, cũng vái lạy trước bàn thờ vợ bằng tất cả tấm lòng thành thật biết ơn Tuy muộn còn hơn không Ông đã được tự do Những ngày đầu ông sất bất Lan bang Vì không có ai lo cơm nước Nhưng bù lại ông tha hồ ăn nhậu Đi sớm về khuya Công bằng mà nói Tuy không làm ra tiền Nhưng bà biết giữ tiền và tiêu tiền Nên đồng lương công nhân ít ỏi của ông tư chuột Cũng đủ cho hai vợ chồng sống Có hôm tư chuột về nhà Thấy một góc bếp chất đầy mấy bao gạo hỏi ra là có tin đồn gạo thế giới lúc này đang khan hiếm và lên giá nên bà mua về tích trữ các chợ búa việt nam ở mỹ được dịp lên giá gạo ào ào chủ chợ tha hồ hốt bạc bà mua sớm nên tiết kiệm được mấy chục đồng từ chuột làm ca đêm ngủ bảnh mắt tới trưa mới thức dậy bắt nồi cơm điện và ra tiệm cơm to go mua mấy đồng đồ ăn là xong hôm nào chán cơm ông vào tiệm phở đổi món đâu cần có bà Tư chuột, ông mới được ăn ngon. Cũng vì thế mà Tư chuột quen với Thiên bông, chủ hàng cơm chỉ, bà chủ tin đời và lắm chuyện. Thay ông khách ngày nào cũng đúng giờ giấc ra mua đồ ăn, bèn hỏi chuyện mới biết Tư chuột quá vợ. Thiêm bông chụp ngay cơ hội bằng vàng vì thiêm có một đứa cháu gái ế chồng ở Việt Nam. Cô Xuyến, năm nay 45 tuổi. Thiêm hớn hở, khoe cháu hiền lành, ngoan ngoãn Con nhà nề nếp Ba đời là nhà giáo Từ ông nội, cha và đến cô Thiêm khích lệ tư chuột về Việt Nam cưới cô Xuyến Để có người đàn bà chăm lo cơm nước Và hữu hủ hỷ sớm khuya Để lấy lòng ông cháu rể tương lai Thiêm bồng bán đồ ăn cho tư chuột hậu hỷ Có khi còn cho free Không lấy tiền Từ khi bà tư chuột đã biết điều biến mất khỏi cõi đời này Tư chuột đã nhận được mấy lời mai mối về Việt Nam cưới vợ. Muốn lấy vợ hay lấy tiền công, họ đều sẵn sàng. Tư chuột thấy mình giá trị hẳn lên. Không còn là tư chuột ngày nào bị bà vợ mắng xa xả vào mặt mỗi khi say xỉn nữa. Tư chuột đứng trước ngã ba ngã bảy, không biết tính sao. Ngày thiên bông rót vào tay những điều tốt đẹp về cô Xuyến. Tư chuột cũng thấy sao lòng, đồng ý về Việt Nam gặp mặt, nếu ưng ý thì cưới nhận lời xong tư chuột sợ hớ sợ thiệt thòi thiếu cha gì những cô gái tuổi đôi mươi mơn mẫn đang chờ đợi việc kiều về cưới cô Xuyến 45 tuổi sắp già đến nơi rồi nhưng được cái cô Xuyến còn trinh trắng đạo đức đoan trang cô dạy môn lý hóa cái môn mà ngày xưa đi học tư chuột sợ nhất vì dốt môn này nhất nay mà được làm chồng cô giáo dạy môn lý hóa thì cũng oai ra phết ông an ủi dù sao cô Xuyến cũng còn trẻ hơn bà Tư Chuột và càng trẻ hơn so với tuổi 62 của ông. Mới tháng trước, Tư Chuột vô tiệm phở, tình cờ gặp lại bà hàng xóm cũ, một thời ở cùng ở apartment, sau vài năm xa cách, bà ta hớn hở reo lên. "Ủa, anh Tư Chuột đó hả? Lúc này anh già quá, tôi nhận ngóng ra." Tư Chuột bực mình vì bị chê già nên cũng hớn hở đáp trả lại, "Ủa chị đó hả?" dù chị càng ngày càng già tôi vẫn nhận ra ngay tư chuột về việt nam không báo cho thân nhân biết để gây bất ngờ xách một cái vali quần áo gọn nhẹ thênh thang không như lần trước về việt nam với vợ bà tư chuột đã mua sắm và dồi nhét đủ thứ như quần áo đồ dùng trong nhà không xài nữa vào mấy cái vali căn phòng để về làm quà cho thân nhân về việt nam chơi mà hành lý còng kềnh tay xách nách mang như đi buôn chuyến Ông kêu taxi về xóm cũ, ngay trong thành phố Sài Gòn. Người thân nhất của tư chuột là một bà mẹ già trên 80 tuổi, bệnh nằm liệt giường. Tư chuột có một người anh và một người em gái ở Việt Nam. Dừng cả hai tranh nhau chết sớm trước mẹ già, nên mấy đứa cháu phải trông nom bà nội, bà ngoại của chúng. Thỉnh thoảng, tư chuột gửi ít tiền về để chúng lên tinh thần và làm tròn chữ hiếu. Về tới đầu ngõ, Hàng quán xô bồ chật cả lối đi Một thằng bé chừng 90 tuổi Ăn mặc nhếch nhác, Cầm một sắp vé số Chìa ra mời tư chuột Ngoại mua giùm con mấy tấm vé số đi ngoại Ai đời Tư chuột đã tân trang ngoại hình Ăn mặc áo hoa lá cành xanh đỏ Tóc nhuộm màu hung nâu Hợp thời trang thế này Mà thằng nhỏ vẫn kêu bằng ngoại Tức là ông vẫn còn giặc hú đế như bà hàng xóm hôm nào đã nhận xét, làm tư chuột lại một phen bực mình, không thèm trả lời. Thằng nhỏ vẫn chạy theo và kính cẩn năng nỉ. Làm ơn mua giùm con đi, từ sáng tới giờ ế quá ngoại ơi. Ông tư chuột phải gắt lên, bán ế là phải rồi, đi chỗ khác mà mời, tao không mua. Thằng nhỏ ngẩn ngơ, chẳng hiểu vì sao ông khách không mua thì thôi, lại cáo kỉnh đến thế. Cô Xuyến cũng sống ở Sài Gòn chung với cha mẹ với vợ chồng thằng em và ba đứa con của họ 45 năm sống trong một ngôi nhà là một sự kiên trì bất đắc dĩ khó ai địch nổi những ánh mắt xót xa thương hại của cha mẹ nhìn cô con gái già chưa chồng không làm cô Xuyến đau khổ bằng ánh mắt cây độc của con em dâu giữa nó và cô chỉ là một sự hòa bình giả tạo nó luôn mong cô lấy chồng rời khỏi nhà cho khuất mắt để vợ chồng con cái nó được ở thoải mái và sau này cha mẹ mất đi sẽ hướng trọn căn nhà này ở cái thời buổi nhà đất lên giác khủng khiếp ngôi nhà của cha mẹ để lại là niềm mơ ước của bao người bao anh chị em đã lục đục cãi nhau giết nhau cũng chỉ vì tranh giành nhà cửa đất đai của cha mẹ ông bà để lại thằng chồng nó tức em ruột cô xuyến dù thương chị nhưng cũng ngậm trách sự muộn chồng của chị đã là vật cản trong nhà và cùng lập trường với vợ. Cô xuyến nào có sung sướng gì, cô khao khát từng ngày, mong có một tấm chồng. Những đêm khuya trăng trở, không ngủ, cô mơ một vòng tay đàn ông đụng chạm vào da thịt. Nhìn con em dâu lần lượt mang bầu ba đứa mà cô phát sốt ruột vì ganh tị. Cô tưởng tượng ra nó đã hưởng bao đêm ân ái mặn nồng ngay cả cha mẹ cô đã già mà còn có đôi có cặp, ông bà chăm sóc, đỡ trần nhau. Chỉ một mình cô là lẽ loi cô độc. Khi được thiếm bông ở Mỹ, gọi điện về giới thiệu ông Việt Kiều tư chuột, cô Xuyến đã khắp khởi mừng thầm, như kẻ sắp chết đuối, bỗng vớ được cái phao. Cho nên dù tư chuột có già, có xấu hay nghèo cỡ nào, cô cũng quyết chí bám lấy. Vì đã thư từ và gọi phone trao đổi tâm sự từ trước, nên sau một buổi gặp gỡ và chuyện trò, Tư Chuột và cô Xuyến đều đồng ý tiến tới hôn chân. Chưa có cuộc tình nào tiến triển nhanh đến thế. Mỗi người có một lý lẽ riêng của mình để đến với nhau. Đám cưới diễn ra tưng bừng. Hàng xóm ai cũng mừng cho cô Xuyến đi lấy chồng, huống gì cha mẹ cô và vợ chồng thằng em. Trong tiệc cưới, chú rể uống rượu như uống nước, rượu vào lời ra, Tư chuột ăn đói bát nháo Y như những gã bợm nhậu Mà cô Xuyến thường nhìn thấy Ở những quán xá trong xóm Và nếm cho họ cái nhìn khinh bỉ Coi như không cùng đẳng cấp Cách đây mấy chục năm Khi cô còn lứa tuổi đôi mươi phơi phới Thì cái hạng đàn ông ít học Và ăn nhậu quên cả đất trời như tư chuột Đừng hồng đứng trong danh sách Những người đàn ông mơ ước của cô Những đêm tầng hồn trong bóng tối tư chuột không còn là ông già bợm dậu, luôn tuôn ra những lời lẽ thiếu văn hóa nữa mà chỉ là một người đàn ông thuần tí một gã đói khác phù vập thân thể cô như muốn ăn tươi nước sống cô và đưa cô bước qua ngưỡng cửa của đàn bà một cách tuyệt vời ôi hưởng xong sự đời cô xuyên thấy tiếc mấy chục năm để không ế ẩm là biết bao đêm vui như thế này sau đêm mặn nồng cô Xuyến thấy tư chuột thật đáng yêu cô âu yếm chăm sóc tư chuột với đầy vẻ biết ơn và đếm từ ngày một chỉ sợ hết 3 tuần lễ là tư chuột phải về mỹ nhưng mới được một tuần thì tư chuột sửa soạn vali để làm cuộc hành trình khác một người bạn thân giờ tư chuột mang tiền về cho thân dân ở cần thơ làm xong nhiệm vụ giúp bạn tư chuột sẽ quay về ngay tư chuột hứa thế nhưng tư chuột chỉ quay về trước một ngày lên máy bay trở về mỹ vì gia đình người bạn giữ lại chơi và gặp lại những người bạn ngày xưa khi tư chuột đi lính, đông quân ở Cần Thơ. Cô Xuyến biết làm sao hơn trước những lời giải thích ấy, đành tự an ủi, vì kiều nào về Việt Nam chẳng bận rộn như thế. Cô đã là vợ tư chuột, sẽ còn sống với nhau cả đời. Trong bữa cơm giả biệt gia đình, có đông đủ các cô dì chú bác gần xa và đám cháu nhà tư chuột chú rể mới đã tuyên bố kể từ hôm nay trở đi, cô Xuyến là con dâu nhà này, cô sẽ đảm trách phần chăm sóc mẹ chồng. Mỗi tháng, tư chuột sẽ gửi tiền về để nuôi mẹ già và vợ trong khi chờ đợi bảo lãnh cô sang Mỹ. Cô Xuyến cảm động ngất ngay, không ngờ mình vẫn còn tốt số. Ở lứa tuổi gái già này, nhan sắc chẳng bằng chị em mà vẫn lấy được việc kiều. Mai này, cô sang Mỹ thì con em dâu sẽ biết tay cô đừng có hòng mà nhận bất cứ món quà nào của cô gửi về, dù chỉ một xu ten. Đúng như lời hứa. Một tháng sau, cô Xuyến nhận được 200 đô tư chuột từ Mỹ gửi về. Mấy đứa cháu gái, mấy bà dị, bà thím nhà tư chuột nhìn cô ganh tị. Thói đời là thế, cô chẳng thèm chấp, vẫn cầm cụi đi dạy học và về nhà chăm sóc mẹ chồng. Cô đợi khi nào nhận được giấy bảo lãnh của tư chuột thì mới xin nghỉ dậy. Sau vài tháng đầu tiên, tiền bà gửi về điều đặn, thì bật tâm, không có tiền đã đành mà giấy tờ bảo lãnh cũng chưa thấy đâu. Cô gọi điện thoại sang Mỹ, thì tư chuột nói đang thất nghiệp, đợi khi nào xin được việc làm khác ổn định mới làm giấy bảo lãnh. Thế là cô Xuyến phải bỏ tiền túi ra, tiền lương dạy học ít ỏi của cô để nuôi mẹ chồng và nuôi thân nhưng để giữ thế diện, cô vẫn nói với mọi người là tiền của tư chuột gửi về và anh ấy đang tiến hành hồ sơ bảo lãnh. Mẹ cô cũng thế, đi đến đâu trong xóm, bà cũng đợi dịp để khoe ra, cháu nó sắp sửa đi Mỹ, làm họ hàng bên chồng cô xuyến, càng thêm canh tị. Cứ như thế, thăm thoát một năm trôi qua, thì cô xuyến không còn kiên nhẫn được nữa. Đến khi cô tức tóc gọi phone cho tư chuột để hỏi rõ tình trạng này, thì tư chuột đã đổi số phone từ lúc nào cô liền gọi cho thím bông thì ra thím bông hồi nào tới giờ đâu biết gì về tông tích tư chuột chỉ quen sơ khi tư chuột ra tiệm mua đồ ăn mà thôi dạo gần đây tư chuột cũng biệt tâm biết đâu mà tìm cô xuyến hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với tư chuột nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận con dâu theo lời chồng dặn dò người chồng việt kiều tuy ở xa vạn dặm nhưng tay mắt xung quanh cô không thiếu gì Nếu làm mất lòng chồng Thì bị chồng xù mấy hồi Thiếu gì đám đã dở khóc dở cười như thế Có lẽ vì cô tận tụy như vậy Nên đám họ hàng bên chồng Bỗng thay đổi hẳn thái độ Họ không tỏ ra ganh tị nữa Mà còn thông cảm Ái ngại cho cô Cho đến một hôm Một cô cháu của tư chuột cầm lòng không nổi, mới gọi cô xuyến lại mà thông báo là tư chuột đã bảo lãnh cô vợ trẻ 25 tuổi ở Cần Thơ, sang tới Mỹ rồi, cô đừng hy vọng đợi chờ gì ở tư chuột nữa. Cô xuyến kinh hoàng, choáng ván trước cái tin khủng khiếp này, thì ra tư chuột về Việt Nam cùng một lúc cưới hai người vợ. Ông ta lấy cô vì có những ưu điểm có học, con nhà tử tế, đáng tin cậy chưa khi về đến Cần Thơ, theo lời mai mối của ai đó, thấy cô kia trẻ đẹp hơn, hấp dẫn hơn, nên tư chuột đã quyết định bảo lãnh người vợ trẻ như đã từng thèm khát ước ao và để cô Xuyến ở lại Việt Nam để có người chăm sóc mẹ già, mỗi lần về Việt Nam có sẵn vợ để xài. Cô Xuyến đã nghe biết bao chuyện việc kiều ý cái thế của mình, ý có tiền đô, về quê hương tha hồ, mua bán những cuộc tình những người đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc mua rẻ phụ nữ Việt Nam về làm vợ đã là một nỗi đau, nỗi nhục. Mà ngay cả Việt Kiều, bên cạnh những người nghiêm chỉnh, lương thiện, có không ít người đã đối xử với đàn bà con gái Việt Nam với đồng hương đồng bào của mình cũng thậm tệ không kém. Việt Kiều có quyền lựa chọn người vợ, người tình. Vì phụ nữ thì trở thành người dân ái bao dung, không đòi hỏi kén chọn gì hết và như một ông chủ khó tính khó nết nếu các cô sơ xuất không làm việc kiều hài lòng thì dọa bỏ dọa không bảo lãnh cho họ cái vé đi mỹ mà cứ làm như ban cho họ cái vé lên thiên đàng trước tình thế trớ trêu này cô xuyến không che giấu được nữa cô phải nhịn nhục với gia đình với bạn bè và hàng xóm để khăn gói trở về ngôi nhà cũ nơi có cha mẹ có vợ chồng thằng em và ba đứa con của cô họ lại tiếp tục cuộc sống giữa sự thương hại và hậm hực của những người thân của mình không biết đến bao giờ truyền ngắn Bà mẹ vận Tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương Truyền được phát trên kênh Cô Trình. Steve đi làm về Vừa thay quần áo xong Là Linh kéo tay anh ngồi xuống giường Em muốn nói với anh một chuyện Nghiêm chỉnh nè Steve vòng tay qua ôm và hôn vợ Làm Linh dậy nảy lên Trời ơi em đã nói là chuyện nghiêm chỉnh mà Steve cãi Anh hôn em, hôn vợ, đâu phải là chuyện đùa Thôi được Nghe em hỏi đây Anh có muốn con mình bị cảm lạnh không Không chứ gì Anh có muốn con mình bị sương phổi không Không chứ gì Anh có muốn con mình bị mất ăn mất ngủ không cũng không chứ gì steve kêu lên kinh ngạc em hôm nay làm sao thế em hỏi anh một tràng những câu hỏi khủng khiếp rồi em tự ý trả lời không chừa cho anh có cơ hội nói một chữ nào em biết chắc anh sẽ trả lời không nên em trả lời giùm anh luôn cho nhanh nghe em hỏi tiếp đây anh có biết là chị hai em mới bảo lãnh mẹ em qua mỹ được vài tháng hay không biết chứ gì anh có biết là mẹ đang ở với gia đình chị hai ở california không Biết chứ gì Steve lại kêu trời Em nói những chuyện lung tung Chẳng liên quan gì đến nhau cả Có liên quan đây Em định bàn với anh là mời mẹ Về ở chung với chúng mình Để mẹ trông thằng yêu sinh Khỏi phải mỗi buổi sáng bồng bế Nó đi đây khe tội nghiệp Steve tròn mắt lên Có nghĩa là mẹ em sẽ ở đây dài lâu Linh Hà giọng dịu dàng Để Steve cảm động Mẹ sẽ giúp mình được nhiều việc Anh thấy rồi đó con mình mới có 9 tháng tuổi mà nay bị cảm, mai bị ho. Mỗi sáng sớm xách con ra xe, đem đi gửi mẹ em đau lòng quá. Có mẹ ở đây rồi, yêu dinh sẽ yên tâm ở nhà, sẽ ăn no ngủ kỹ. Ngoài ra, mẹ còn trong năm nhà cửa, nấu nướng phụ em được nữa. Steve -er ngạc nhiên. Có một bà mẹ già làm được những điều ấy sao? Em chẳng biết những bà mẹ Mỹ của anh giỏi cỡ nào, nhưng mẹ em hay các bà mẹ Việt Nam khác điều là thế cả steve chép miệng điều này rất tốt nhưng mất sự điên tư của chúng mình linh năng nỉ nhà mình rộng thênh thang mẹ thương em em thương mẹ và em tin rằng anh cũng sẽ thương mẹ em luôn thấy steve chần chừ linh tấn công thêm vì cô biết chồng rất thương con nhưng vì con mình là trên hết mẹ sẽ là người chăm sóc nó tuyệt vời steve trả giá anh tạm đồng ý nếu mẹ ở một thời gian không thích hợp thì thôi nhé. Linh vui thích ôm lấy cổ chồng. Cảm ơn anh, bây giờ anh cứ hôn em đi, anh lý mê tịch. Linh thừa hiểu, người Mỹ thích sự riêng tư, nhất là trong đời sống vợ chồng. Bà mẹ vợ luôn là nhân vật hắc ám, chẳng thằng con rể nào muốn mời tới nhà, nói gì ở chung lâu dài. Hơn nữa, một bà mẹ vợ không đồng chủng mới từ Việt Nam qua, chưa gặp gỡ, trò chuyện, thì làm sao mà Steve một người Mỹ ăn lâu, không e ngại. Mẹ và chị hai đều chấp nhận đề nghị của Linh. Con Linh còn nhỏ nên cần sự giúp đỡ của mẹ hơn. Và vì Linh lận đận tình duyên, kén chọn mãi, hơn 30 tuổi mới lấy chồng, nên mẹ cũng thương đứa con lận đận hơn. Linh mua vé máy bay, hôm sau mẹ Linh đã từ California bay đến xứ Utah. Ngày những ngày đầu mùa đông giá lạnh, hôm bà đến tuyết rơi trắng xóa những mái nhà phủ đầy tuyết và xa xa những dãy núi cũng phủ đầy tuyết trắng làm bà rợn người chợt tưởng như vừa bị ném vào một cõi hoang vu xa lạ may mà có cô con gái ngồi bên cạnh là điểm tựa duy nhất để bà tin là mình không đi lạc không bị bỏ rơi chứ thằng con rể người mỹ và thằng cháu ngoại trong giống bố mắt xanh tóc vàng kia coi như chẳng liên quan gì đến bà về đến nhà linh dẫn mẹ đi khắp nhà để chỉ dẫn những điều cần biết về nơi ăn, chôn ở và những sinh hoạt hàng ngày. Bắt đầu từ ngày mai, thằng Eugene sẽ ở nhà với bà ngoại. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng Linh mở cửa ra đi làm. Giữa trời lạnh, tuyết bay ngoài đường, Linh thấy lòng yên vì con mình vẫn đang nằm ngủ êm ấm trong nhà. Hơn thế nữa, trong vòng tay chăm sóc, thương yêu của bà ngoại. Suốt đêm qua, vẫn vì lạ nhà, phần vì thấp thỏm cho một công việc mới nên bà không ngủ ngon cho lắm chỉ còn hai bà cháu ở nhà bà nằm ngủ tiếp cho đến khi yêu sinh tỉnh giấc và khóc bà tỉnh dậy thấy đồng hồ chỉ 9 giờ sáng bà thay tả cho nó và đi pha sữa nuôi trẻ con ở mỹ sao mà lắm thứ lĩnh kỉnh thế sữa này nước trái cây này đồ ăn sẵn trong tủ này xứ văn minh giàu có quá chỉ bày đặt hồi xưa bà nuôi mấy đứa con có cần những thứ này đâu mà đứa nào cũng khỏe mạnh và lớn lên như thổi. Thằng bé vừa bú bình sữa, vừa nhìn bà lạ lắm. Bà cũng có dịp nhìn kỹ nó hơn, nó giống bố, chẳng giống mẹ tí nào. Nếu không do chính con gái bà đẻ ra thì bà không tin nó có một nửa dòng máu Việt Nam trong người. Mới hôm qua, bà còn cảm thấy xa lạ nó, mà bây giờ ôm nó trong tay, nhìn nét mặt bé bỏng, ngây thơ, đang cần bàn tay bà chăm sóc bà thấy tình máu mũ, ruột thịt gắn bó với nó biết bao. Thằng bé đã biết bò, vừa đặt ngồi xuống là nó đã bò thoăn thoát nên bà cứ phải để mắt đến cháu luôn, không dám đặt trên giường, sợ nó bò lăn xuống đất. Để chắc ăn, buổi trưa bà trải một tấm mệnh ngay giữa phòng khách cho nó nằm ngủ. Bà vừa trong nó vừa đốt cơm, bà lấy đồ trong tủ lạnh ra, lấy nồi, lấy chảo, lấy dao lấy thớt, mọi động tác đều làm nhẹ nhàng, khe khẽ. Thế mà thằng bé tỉnh ngủ quá. Bà quay lại, đã thấy nó thức và ngồi nhõm dậy từ lúc nào. Bà vội vàng ra đặt nó nằm xuống, vỗ về cho nó ngủ tiếp. Rồi khi bà phi hành tỏi, làm xong món rau xào, vừa đổ rau vào chảo kêu xèo một tiếng, cũng đủ làm cho yêu sình mở mắt, lại ngồi nhõm dậy. Hai mắt mở to trô trố nhìn bà, cứ vài lần nó tỉnh giấc và bà vỗ về như thế, mới nấu xong một bữa cơm. Thật căng thẳng và hồi hộp, lo bảo vệ giấc ngủ cho thằng cháu mà bà cứ thấp thỏm, rón rén như đang đi ăn trộm. Nấu cơm xong, tưởng được thoải mái thì đến lượt cái điện thoại làm việc giấc ngủ của cháu bà. Tiếng phone rinh in ỏi, nghe thấy tiếng Mỹ là bà cúp luôn, không để phí phạm thêm một phút giây nào cả. Vì mấy tháng sống ở California, với cô con gái lớn, bà đã học được kinh nghiệm là có những cú phone nói tiếng Mỹ chỉ là quảng cáo, không cần nghe làm chi cho mệt, mà dù có nghe bà cũng chẳng hiểu. Bà nhìn cái điện thoại như nhìn một đứa cà chớn, đáng ghét, thấy mà nó không chừa, lại rinh lên lần nữa, làm tim bà giật thót lên, lại bốc phone, lại nghe tiếng Mỹ, chắc là thằng cha quảng cáo lúc nãy, bà bực mình quát vào phone một tràng tiếng Việt Nam. Này, tôi nói cho ông biết nha, đừng có gọi quảng cáo đến nhà này làm cháu tôi mất ngủ ông mà gọi đến lần nữa là tôi cướp máy luôn đấy rồi bà đặt vô cái kịch mà vẫn chưa hết bực mình giá như có cái võng đu đưa thì cháu bà sẽ ngủ say hơn ngủ lâu hơn không sợ những tiếng động xung quanh nữa bà nhìn khắp nhà không thấy chỗ nào có thể mắc võng được ở mỹ coi vậy mà thiếu tiện nghi ở Việt Nam, chỗ nào cũng có thể mắc võng dễ dàng, chân cầu thang, kèo cột, vách tường hay góc ổi, góc bích ngoài sân, vân vân. Cuối cùng, cháu bà cũng có một giấc ngủ trưa đầy đủ. Thà nó tỉnh dậy, ngồi chơi, bà còn làm được nhiều việc hơn. Bà không phải e dè nữa, làm mảnh tay, nhanh chân, về một tí là xong, nhà cửa tươm tất, công việc đâu ra đấy. Buổi chiều Linh về nhà trước, theo xin được ăn ngủ đầy đủ, tắm táp sạch sẽ Linh vui lắm xong cô hỏi mẹ mẹ ơi lúc trưa nay mẹ có chuyện gì mà bực mình thế mẹ gắt ầm trong phone bà ngạc nhiên sao con biết mẹ gắt mấy thằng quảng cáo đấy cô gọi đầu làm thằng bé thức giấc mẹ đã cúp vội máy rồi nó lì lợm gọi thêm lần nữa mẹ phải quát nó mới thôi linh ôm bụng cười chồng con đấy steve định gọi cho mẹ để nói hello với mẹ thôi bà cũng cười bẽn lẽn gớm Thôi bảo nó đừng bày đặt nó hello làm gì Cứ nghe điện thoại reo Lại nói tiếng Mỹ là mẹ hết cả hồn Ngày đầu chưa quen việc Bà thấy mệt mỏi Vất vả quá Vài ngày sau mọi thứ trở nên dễ dàng hơn Bà đã nấu những bữa cơm ngon lành Con rể bà bắt đầu nếm những món nọ món kia Mà có cao sang gì đâu Thịt kho tàu Cá kho tổ Tôm rim Thịt bò áp chảo Cành rau đủ món Thay đổi làm Steve khám phá ra những cái ngon của đồ ăn Việt Nam mà Linh chưa hề nấu, phong phú và đa dạng như mẹ. Đến nội Steve đã hỏi Linh, mẹ em trước kia ở Việt Nam là chủ nhà hàng hả? Anh đâu biết bà chỉ là một người nội trợ bình thường như bao nhiêu phụ nữ Việt Nam khác. Cháu bà tên là Eugene, Cái tên gì khó đọc, khó nhớ, bà đổi quách thành cô tí cho tiện việc. Cái tên Việt Nam nghe êm ái và quen thuộc với bà hơn. Thằng cu tí rạc mỹ Mắt xanh, tóc vàng như rơm Đã quen và thân bà Vì cả ngày ở bên bà Tối lại ngủ với bà Trước kia vợ chồng Linh vẫn để nó ngủ một mình trong phòng Bà thấy tội nghiệp cháu quá Ai đời vợ chồng ngủ với nhau Để thằng bé bơ vơ Thường thường cô tí rất ngoan Bú xong bình sữa là ngủ ngay Nhưng có khi Nó cũng dở chứng như thời tiết Hai mắt cứ mở thao láo Không chịu ngủ Dù đêm đã khuya bà đã phải trổ hết tay nghề của một người đàn bà từng nuôi con mọn. Bà bế trên tay, đồng đưa, bà áp trong lòng, vỗ nhẹ vào mông nó. Bà đã trổ hết tài văn nghệ. Ru à ơi với ca giao tục ngữ, rồi chuyển sang hát tân nhạc, rồi xuống giọng ngâm thơ nỉ non. Bà đã xài hết vốn liên văn chương của mình mà cô tí vẫn chưa chịu ngủ. Bà nghĩ có lẽ cô tí chưa cảm thông được tiếng Việt Nam hay nó tưởng bà kể chuyện nên mãi nghe mà quên ngủ. Bà không nản chí, bà tin rằng dần dần nó sẽ hiểu tiếng Việt. Những bài ru của bà sẽ đưa nó vào giấc ngủ dễ dàng. Như ngày xưa, bà đã từng ru mẹ nó, và khi nó lớn hơn một tí, bà sẽ tập cu tí ăn cơm với đồ ăn có chất mắm muối Việt Nam. Dù bố cụ tí là Mỹ, nhưng mẹ đó là dân Việt Nam cơ mà. Ngay cả bố nó, Steve cũng đang quen dần với các món ăn Việt Nam ăn bánh cuốn cũng hăng hái, chan đầy nước mắm, cây món không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của người Việt. Nhưng đối với hầu hết người Mỹ, vẫn là thứ mùi vị khó chịu, không dễ dàng gì chấp nhận được. Thỉnh thoảng, bà vẫn nói chuyện tay đôi với con rể mà không cần con gái thông dịch. Bà nói tiếng Việt Nam, Steve nói tiếng Anh. Lời nói theo gió bay thì chẳng ai hiểu ai, nhưng vì nhu cầu, bà vẫn cứ nói, còn Steve có hiểu hay không thì mặc kệ nó. Mùa đông đã đi qua, phố núi vẫn tràn trề tuyết trắng trên những đỉnh núi xa xa và lấp lánh màu trắng bạc khi mặt trời có nắng. Trong không gian vẫn còn hơi lạnh dù mùa xuân đã về. Lá bên đường xanh lại, người ta đã quên mùa đông để rộn ràng dạo phố. Các cửa hàng của Open Air tại Solar City tưng bừng đón khách qua lại, kéo dài tới mùa hè ngắn ngủi, rồi tới mùa thu, không gian dịu dịu lạ lùng lần đầu tiên trong đời bà thấy một mùa thu đúng nghĩa như trong sách vở thơ văn khắp nơi trong thành phố lá bắt đầu đổi màu ẩn đỏ ẩn vàng từng phần rồi trở thành đỏ và vàng hàng loạt màu lá vàng tươi rói mơ màng mà bà tin rằng không một họa sĩ nào có thể vẽ nổi cái màu sắc của thiên nhiên thật tuyệt vời ấy gió hiu hiu lá cũng hiu hiu rơi từng chiếc thế mà dưới những gốc cây chạy dài trên hệ phố hay trước sân nhà là cả một thảm lá vàng đẹp và hoang sơ tưởng như chưa hề có bước chân người dẫm lên nên không ai nỡ mang đi không nỡ quét dọn những chiếc lá thu vàng đó dù luật của thành phố đã phát cho cư dân những bao bịch lớn để hốt lá vàng để mang dấu tích của mùa thu đi đổ rác thế là mùa đông lại về bà đã ở với vợ chồng linh được một năm Cô tí đã biết đi, đã biết ăn phở, ăn bún, bà cắt nhỏ từ sợi phở, sợi bún, nợt niêu đút cho cháu từng thìa. Bà muốn nó biết ăn và yêu thích những món ăn Việt Nam trước khi biết đến hamburger, khoai tây chiên hay hot dog. Khi cô tí bập bệ học nói, tiếng đầu tiên nó thốt là bà, bằng tiếng Việt Nam. Bà sẽ dạy nó uống lưỡi để nói thêm chữ ngoại thành bà ngoại đàng hoàng. Cô tí cả ngày quấn quýt bên bà, thằng bé khỏe mạnh phỏng phao hẳn lên nó không còn bị ốm vặt như thời đi khe nữa bà thích ngắm cháu lúc nó vui cười hay cả lúc nó hờn dỗi vì gắt ngủ đói sữa khóc dậy lên đành đạch nước mắt nước mũi nhoẹn ra hai bên má dễ thương như mặt mèo một hôm bà phải trở về california để dự đám cưới đứa cháu cũng là dịp thăm lại gia đình cô con gái lớn con nào bà cũng thương trước sau gì bà cũng phải về thăm chúng. Thế là vợ chồng Linh lại phải đem cô tí đi đây khe, gửi một tháng, coi như bà ngoại đi nghỉ. Bà đi rồi, nhà cửa trong vắng hẳn ra, công việc bỗng ùn lên làm hai vợ chồng Linh bối rối. Đi làm về, Steve lo đón con, Linh lo nấu nướng rồi tắm rửa cho con, dọn dẹp nhà cửa và bao nhiêu thứ việc lặt vặt khác. Những buổi tối đầu tiên xa bà ngoại, cô tí khó ngủ, có lẽ nó đang đợi nghe Những bài ca giao tục ngữ Những lời ru à ơi Vời vợi, êm ả của bà Dù cái thằng cu tí kia Đã hiểu gì tiếng Việt Nam Steve -er buồn ra mặt Anh nhớ bà mẹ vợ Người đã thương con Chịu cháu bằng cả một tấm lòng Anh đã hiểu một bà mẹ Việt Nam Cần cù, chịu khó Và hy sinh vì con cháu thế nào Chẳng cần ai nói Steve -er cũng dễ dàng nhận ra điều ấy anh đã có một người vợ tuyệt vời, yêu chồng thương con, lại có thêm một bà mẹ vợ cũng tuyệt vời. Mới hai tuần trôi qua, chưa đến hẹn, bà mẹ vợ trở về, Steve bồn chồn hơn cả Linh. Anh đã sốt ruột gọi phone cho bà, anh ngọc nghiễu mãi mới nói được một câu tiếng Việt. Mẹ sẽ trở về với chúng con không? Bên kia đầu dây, bà cũng vất vả không kém, lắp ba lắp bắp để nói được vài chữ tiếng Anh. Ok. Welcome back. Vẫn cảm thấy chưa nói được hết ý, bà bổ sung thêm một tràng tiếng Việt. Con yên trí, mẹ thương hai con và thằng cu tí lắm. Mẹ sẽ trở về, sống với các con chứ. Mẹ không ở đây một tháng đâu, mùa đông đang bắt đầu. Mẹ sợ cu tí mang ra ngoài bị cảm lạnh. Tuần sau, mẹ sẽ về con nhé. mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe truyền ngắn đứa con và hàng xóm của tác giả nguyễn thị thanh dương Anh chị Bông đi chợ về đến nhà Chị xuống xe trước Đang lúi húi mở cốp xe để lấy đồ Thì đã thấy xe nhà hàng xóm bên cạnh Cũng vừa về tới Đây là lần đầu tiên chị thấy mặt người hàng xóm Kể từ hơn một tuần lễ nay Khi gia đình chị bắt đầu dọn vào ngôi nhà này Nên chị vội vàng ngừng tay Đi đến gần sân nhà hàng xóm Và tươi cười Chào anh chị và các cháu Cả hai vợ chồng đều cười đáp lễ Người chồng nói Biết là có hàng xóm mới mà mãi hôm nay mới gặp nhau Tôi tên là Cảnh Vâng, hân hạnh được làm quen với anh chị Chồng tôi tên là Bông Nhà tôi cũng lưu bu Chưa có thì giờ đi chào hỏi hàng xóm Anh chị Cảnh ạ à. Chị Bông nói xong Thật mến nhìn gia đình hàng xóm Chẳng dễ gì được gặp dịp Cùng một lúc cả nhà như thế này Thật là thú vị Khi đến một nơi ở mới Có hàng xóm là người Việt Nam Họ trạc tuổi bằng vợ chồng chị Hai đứa con Thằng lớn khoảng 12 tuổi Như Cindy con gái chị nhưng đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi là cùng, hai đứa con cách nhau khá xa. Chị bông lần lượt xách những túi hàng vào nhà. Mỗi khi trở ra, chị thấy thằng con trai nhà anh Cảnh vẫn đứng vẫn vơ ngoài sân, dường như nó chẳng hào hứng gì để mang đồ vào phụ cha mẹ như con xin đi của chị. Khi chị nhìn nó, cũng là lúc nó quay lại nhìn chị. Đó là một thằng bé, mặt mày khôi ngô, nhưng nét mặt rầu rầu, lạnh lùng một cách khó hiểu. Chị Bông nghĩ thầm Chắc hôm nay đi chợ Cô cậu đòi mua gì đó không được Nên đang chỗ hơn bố mẹ đấy Chị Bông nói với chồng Hàng xóm bên cạnh là người Việt Nam Cũng vui anh nhỉ Tắt lửa tối đèn có nhau Em lại ý có nơi trốn Để chạy sang xin quả chanh, quả ớt phải không Đi chợ mua đủ thứ Nhưng thế nào cũng có lúc quên những thứ lạc vật Mà vô cùng cần thiết ấy Biết đâu Bà nội trợ bên ấy Cũng chạy sang mượn nhà mình Những thứ như thế vấn đề chính em muốn nói là hàng xóm Việt Nam sẽ gần gũi và thông cảm nhau hơn mà thôi buổi sáng chị Bông chở Cindy đi học trường học khá gần nhà nên xe buýt trường không chở bên nhà anh Cảnh chắc cũng phải đưa đón con như nhà chị nhà nào cũng tất bật như nhau một hôm khi chị Bông đón Cindy từ trường về gần tới nhà thì Cindy bỗng kêu lên khi xe đang chạy lướt nhanh qua mẹ ơi hình như con bác hàng xóm cạnh nhà mình đang đi bộ trên đường. Con có chắc là con bác cảnh không? Mẹ chạy nhanh quá con không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn cảm thấy thế mẹ. Nó đi học về mà đi bộ, hay là cha mẹ nó hôm nay bận không đón được? Chị nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn phía xa, sau lưng chị là hình ảnh một thằng bé, vai đeo cặp sách đang đi bộ trên hè đường, bên cạnh là dòng xe đang vuông vút lướt qua. Chẳng ai để ý đến kẻ bộ hành ấy, cũng như chị đã vô tình lướt qua nó lúc nãy. Thôi, đằng nào mẹ cũng chạy quá xa rồi, mà cũng về gần tới nhà rồi, coi như là con nhìn làm người đi. Thằng con nhà hàng xóm học cùng trường, nhưng hơn con xin đi nhà chị một lớp. Cùng lối về, nếu biết bên ấy có hôm bận không đi đón con được, thì chị bông sẵn sàng đưa đón giùm. Nhưng chị ít khi gặp mặt vợ chồng anh cảnh, rồi chị cũng quên bén đi. Chiều nay, sau khi đón xin đi học về, chị Bông cần ra khu chợ Việt Nam mua mấy món đồ. Cao hứng, chị Bông liền ghé vào nhà hàng, đêm tàn bến ngự để mua tô bún bò Huế, mang về nhà, hai mẹ con cùng ăn thử xem sao. Nhà hàng này được tiếng là đông khách vì nấu ăn ngon mà gia đình chị chưa có dịp đến. Chị Bông bước vào tiệm, giờ này tiệm vắng vì giữa ngày, không phải giờ ăn trưa, cũng chưa đến giờ ăn chiều. Một bà có vẻ là bà chủ tiệm, ăn diện bóng bẫy, mặt mày son phấn kỹ càng, trẻ đẹp và sắc sảo đang ngồi sau quầy, mỉm cười đón khách. Chào chị, chị cần dùng chi ạ? À? Cho tôi hai tô bún bò mang về. Bà chủ đi vào nói với người trong bếp. Bà chị thoáng quay đi mà chị Bông đang ngửi thấy mùi dầu thơm gan ngát. Ngồi bán cửa hàng ăn uống, lúc nào cũng bốc mùi mắm muối, mỡ màng của các món bún bò Huế, bún thịt nướng, bánh xèo, cơm, phở mà bà chủ điệu nghệ, thơm phức như bán hàng nữ trang hay hàng mỹ phẩm cao cấp phải ăn diện cho sang, cho xứng với món hàng. Nhìn bề ngoài bà chủ xe xua, không ai nghĩ là một phụ nữ đảm đang buôn bán. Chị bông lơ đẳng, nhìn quanh trong tiệm, bỗng một hình ảnh nơi góc tiệm đập ngay vào mắt chị, khiến chị ngạc nhiên. Đó là thằng con trai lớn của vợ chồng anh Cảnh, hàng xóm của chị, đang ngồi gục đầu trên bàn ăn và ngủ ngon lành. Cây cặp sách để trên bàn, chứng tỏ đi học về là nó có mặt nơi đây chị bông đứng chôn chân suy đoán hay là chị cảnh anh cảnh đi đón con rồi ghé vào tiệm này ăn xong và để thằng con ở tạm đây vì bận đi đâu đó lát sẽ quay lại đón và chắc là quen thân với chủ tiệm nên thằng bé có quyền nằm ngủ gục trên bàn thoải mái như thế bà chủ tiệm đã bước ra ngoài chị bông nhìn nét mặt của bà không mấy cởi mở nên không dám hỏi về thằng bé hàng xóm Tội nghiệp, chắc đêm qua nó ngủ ít, sáng phải dậy sớm đi học, nên giờ nó ngủ gục mà rất say sưa, chẳng hề bị đánh thức vì tiếng nói của bà chủ và của khách mua hàng. Sách túi sách, có hai tô bún bò Huế ra khỏi tiệm chị Bông đi về nhà. Tô bún bò Huế ngon lành, quả đúng như lời đồn, làm chị ăn xong là quên mất chuyện thằng bé nhà bên cạnh. Nhưng khi ra ngoài sân, tình cờ chị Bông lại được đối diện với anh Cảnh khi anh đang tưới những luống hoa và chị cũng làm công việc tương tự như người hàng xóm tưới hoa bên sân nhà mình chị bông xã giao nhà anh có những cây hoa đẹp quá hôm nào tôi phải bắt trước mua thêm những loại hoa như bên nhà anh cho đẹp anh cảnh hài lòng bà xã tôi thích những loại hoa như này nên giao phó cho tôi phải chăm sóc tưới cây đấy chị ạ anh cảnh cẩn thận tưới nước từng gốc hoa có vẻ chiều vợ đắc lực làm vừa lòng vợ chứ không phải vì chính anh lúc ấy thằng bé con anh đi bộ về đến dáng điệu mệt mỏi với cặp sách đeo trễ trên vai nét mặt lạnh như hôm chị gặp nó lần đầu tiên cũng ở mảnh sân này làm chị bông ngạc nhiên ngơ ngác hỏi anh cảnh sao cháu giờ này mới đi học về hả anh mà ai đón cháu về anh cảnh nhìn thằng bé lủi nhanh vào nhà chép miệng nó tên việt nam là minh chị thấy nét mặt nó thông minh sáng sủa đấy chứ nhưng kể ra thì buồn u ám lắm anh Cảnh tắt vòi nước tưới cây Đến bên chị hàng xóm Dường như lâu lắm Anh chưa có dịp trút nỗi lòng tâm sự cùng ai Thằng Minh là con đầu lòng Và duy nhất của tôi Với người vợ trước Giọng anh nghẹn nghẹn Làm chị bông sao lòng À thì ra thế Mẹ nó bỏ tôi Là một người thằng bà chẳng ra gì Tôi nói lên sự thật Chứ không bôi xấu người vợ cũ Vì ghen tức gì đâu Chuyện qua rồi Ai có phận nấy Hai vợ chồng anh chị đã ly dị bao lâu rồi? Chúng tôi ly dị đã hơn 5 năm nay. Cô ta sẵn sàng bỏ con lại cho tôi để chạy theo tình nhân, chê tôi nghèo, lương ba cọc ba đồng, không có cơ hội làm giàu lên được. Tình nhân cô ta trẻ hơn tôi, năng nổ hơn tôi, có tiền hơn tôi. Chị bông kêu lên xót xa. Trời ơi, chị ấy bỏ con cho anh nuôi. Làm sao một người đàn ông có thể chăm sóc con bằng phụ nữ được? Vì cô ta muốn rảnh tay, làm lại cuộc đời với người mới. Thằng Minh sống không có mẹ Từ lúc nó 7 tuổi Dù thương con đến đâu Rồi tôi cũng phải lấy vợ khác Như chị đã thấy đó Hiện giờ chúng tôi có đứa con nhỏ mới 2 tuổi Cả hai vợ chồng tôi đều vất vả Bận rộn vì công việc Chị Bông chợt nhớ lại hình ảnh thằng bé lang thang đi bộ trên hè đường và hình ảnh nó ngủ gục trong nhà hàng, đêm tàn bến ngữ mà chị đã gặp. Chị sốt ruột hỏi lại, thế ai đưa đón cháu mình đi học mỗi ngày hả anh? Buổi sáng trên đường đi làm Tôi đưa cháu đến trường Còn khi tan học về Anh cảnh ngừng lại một chút Nhắc lại chạnh lòng thương con Chẳng có ai có thể giờ đón cháu Vì chúng tôi về trễ hơn giờ cháu tan trường Nên nó tự đi bộ về Từ trường về tới nhà Cũng hơn một mai Nhưng biết làm sao được Lúc nãy tôi gặp cháu ngủ gục Trong một nhà hàng bún bò Huế Ở khu chợ Việt Nam Tôi muốn hỏi cháu có về nhà Thì tôi chở về Nhưng cháu ngủ say quá anh Cảnh ngắt lời Không sao Nhà hàng đêm tàn bến ngự Là của mẹ cháu Minh Cô ta và người chồng mới Đã mở nhà hàng đấy Cô ấy thành không giấc mộng làm giàu Vì nhà hàng rất đông khách Giọng anh cây đáng tiếp Thay vì về nhà Phải lẫn quẩn Đứng đợi hay chơi ngoài cửa Cho đến khi chúng tôi về Nó mới được vào nhà Thì nó đến nhà hàng của mẹ nó Được ăn món gì tùy thích Và nằm ngủ đợi tới giờ về nhà Thế sao Anh không làm riêng một chìa khóa cho cháu Minh để nó đi bộ về thẳng nhà muốn ăn muốn ngủ có phải là tốt hơn không mắt người đàn ông bỗng rưng rưng đã từng như thế rồi nhưng thằng minh và người vợ sau này của tôi không hợp nhau nó mấy lần lấy cắp những đồng tiền lẻ của vợ tôi để trong tủ nào đó thế là tình hình càng căng thẳng thêm vợ tôi có lý do để cắm nó ở nhà một mình còn mẹ nó biết thế nhưng cũng chẳng đời nào có ý định mang nó về sống chung sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình vì chồng cô ta không muốn nuôi con riêng của vợ Thằng bé chưa bao giờ Biết đến ngôi nhà của mẹ nó Nghe nói to rộng và đẹp lắm Người vợ của anh cảnh về tới Anh vội chấm dứt câu chuyện Ra đón đứa con nhỏ Và lăn xăng sách phụ vợ ít đồ Họ đi vào nhà Để lo cho bữa cơm chiều Chị bông ngẩn ngơ Không còn hứng thú để tưới cây nữa Gương mặt buồn buồn Lạnh lùng của thằng Minh ám ảnh chị Gương mặt của một thằng bé tội nghiệp tuổi thân và đầy mặc cảm Cây vẻ lạnh lùng cân cân ấy để tự bảo vệ lấy mình trước cuộc đời ở cái tuổi non trẻ này đáng lẽ nó phải được sống trong một mái ấm gia đình có đầy đủ cha mẹ yêu thương chăm sóc cho nó từ miếng ăn giấc ngủ như con xin đi nhà chị mỗi cuối tuần được bố chở đi thư viện đi xem phim hay đi bơi lội mỗi buổi sáng trước khi đi học chính chị là người làm sẵn thức ăn bỏ vào hộp lên cho nó về tới nhà nhưng bữa cơm luôn có món ăn mà nó ưa thích. Rồi tới giờ đi ngủ, chị đã đọc truyện, kể truyện cho con nghe. Bao nhiêu câu chuyện ngắn thần tiên và có ý nghĩa. Bao nhiêu bài hát hay êm đềm đã theo Cindy vào giấc ngủ suốt từ thuở ấu thơ cho đến giờ. Còn thằng Minh, từ năm 7 tuổi, cái tuổi ngây thơ bé bỏng, nó đã xa rời vòng tay người mẹ. Vài năm sau cũng thưa dần sự chăm sóc của người cha khi cha nó có vợ có con khác. Thằng bé ở với cha, nhưng bất mãn người mẹ kế, đến nhà hàng của mẹ chỉ để ăn cho no bụng và tạm nghỉ chân, chẳng khác nào là một người khách, đến rồi đi. Nó lạc loại, cô độc giữa cha và mẹ của nó. Mỗi ngày thằng Minh vẫn đến trường và mỗi ngày nó lại lang thang trên đường về, quanh quẩn giữa về nhà của cha và về nhà hàng của mẹ nhưng nếu một ngày nào đó nó không về một trong hai nơi chốn ấy nó lang thang trên những con đường khác xa hơn làm bạn với những đứa bụi đời trên đường phố và hư hỏng thì không biết cha mẹ nó có còn vui hưởng hạnh phúc mà họ đang có không mẹ ơi mẹ đâu rồi con xin đi từ trong nhà chạy ra sân réo gọi làm gì giật mình thấy mẹ nó nũng nịu trời ơi mẹ ngoài này mà con tìm mãi sao mẹ tưới cây lâu thế không vào nhà nấu cơm cho con ăn Bố cũng sắp đi làm về rồi Ừ, mẹ sẽ vào ngay đây Con bé chợt nhìn sâu vào đôi mắt mẹ Ngạc nhiên Có phải mẹ vừa khóc không Con thấy đôi mắt mẹ còn ướt nước mắt Con bé xin đi nhà chị Một vườn trăng sáng ngây thơ Và hạnh phúc tuyệt vời Chị không muốn bất cứ một án mây mờ nào Che khuất vườn trăng đáng yêu này Chị bông ô yếm Dắt tay con đi vào nhà Con ơi, bụi nhà hàng xóm vừa bay vào mắt mẹ thôi mà quý thính giả thân mến quý vị vừa nghe xong ba truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương Ba truyện ngắn là Việt Kiều về quê cưới vợ Bà mẹ vợ Và đứa con nhà hàng xóm Sau khi quý vị nghe xong ba truyện ngắn vừa rồi Thì quý vị có cảm nhận như thế nào Hãy để lại bình luận bên dưới Để Trinh cũng như là những khán giả khác Được biết với quý vị nha Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị vào Video truyện ngày mai quý vị nha